kia gì? Cái chỗ chỗ trên cùng đấy. Cùng đấy ạ. Dạ. Mua ngồi đấy à? Dạ không, mua cái ngồi dưới này. Cái chừng đó là những người mà không có tiền người ta mua cái đứng để xem. Đứng ở cái lan can kia. Dạ, đứng cái lan can. Càng đắt tiền hơn. Những cái ô như thế này là ngày xưa cái ô trang trí, những cái ô mái vòm trang trí. À, những cái phần gạch mới như thế kia là những cái phần gạch mới là mới trùng tu. Cậu gọi anh để cho 15 giờ 来，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 
Thế là người ta giải cát lên trên.